Rồi, hôm nay chúng ta cùng phân tích cho các anh chị nghe về cái quy trình. Bây giờ, thì đầu tiên cũng như tất cả những quy trình khác, mình cũng định nghĩa là cho anh chị quy trình là gì? Quy trình là trình tự những cái bước làm của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Và sau này anh chị học về cách uốn giũa nhuộm, thậm chí cuộc sống. Tôi nói ví dụ ngay giả tình cảm, hôn nhân, gia đình, công việc gì, anh chị muốn giải quyết cái sự việc đó thì anh sẽ lấy cái quy trình ra để anh chị làm giải quyết. Nó phải có sắp xếp thứ tự, nó như thế nào hết. Được chưa? Thì đầu tiên nhất quy trình 20 quy trình uốn giũa nhuộm tôi đã làm xong. Thì bây giờ tôi tiếp tục phân tích kỹ lại thành cái uốn này thành 7 quy trình lớn. Được chưa? Tại vì khi uốn tóc thì nó tới 12 bước lận, nhưng mà khi anh chị đã học về chuyên nghiệp rồi thì anh chị không cần những cái bước làm gì, anh chị học phải 7 quy trình thôi. Thì đầu tiên nhất là anh chị nên uốn tóc. Bước nhất một là anh chị xác định tóc. Số 2 là anh chị xử lý tóc. Xử lý tóc thì đồng nghĩa với anh chị phục hồi luôn. Anh chị xác định tóc thì sau này uốn vô nhuộm anh chị đều cũng phải xác định tóc luôn, cắt luôn. Được không? Thế ba là thuốc số 1. Thuốc số 1 chúng ta cần phần phân tích rất là kỹ. Được chưa? Rồi, thuốc số 1 thì đồng nghĩa với anh chị canh tóc luôn. Được chưa? Và khử kiềm luôn. Đúng không? Cái gì liên quan tới thuốc số 1 thì phải tìm hiểu cho kỹ. Được chưa? Rồi, xong bước thứ 3 là lên trục cái đầu quấn cái xương. Được chưa? Quấn cái xương xong mà nhiệt độ. Rồi, nhiệt độ như nào rồi dập định hình. Số 2. Được chưa? Còn một bước nữa là với cắt tóc. Nhưng anh thì chưa học thì tôi không nói. Và sau này anh chị phải học việc cắt tóc. Được chưa? Vậy cắt tóc xong, xác định tóc, xử lý tóc. Vậy 7 bước quan trọng trong cái tóc uốn anh chị phải nắm vững. Chưa? Trước khi anh chị làm hóa chất anh chị phải hiểu như thế nào, không có hên có xui gì hết. Và sau này đó là cái nền tảng về một cái quy trình căn bản chuẩn. Được chưa? Ví dụ tôi nói với anh chị đi, những cái khâu mà của những cái trend bây giờ thì nó đều nằm trong quy trình hết. Nên chúng ta phải làm sao nắm vững những kiến thức này để những cái trend đó mình học cách nhanh nhất. Thật sự cái trend nó chỉ khác là chỉ học một bước một nhất thôi, là cách lên trục thôi, cách đường quấn cái xương thôi. Còn 6 bước quy trình kia hầu như tôi nói giống nhau. Có một chút xíu nữa thay đổi về cắt tóc thôi. À, nhưng mà cắt tóc, dán tóc anh chị cắt vẫn nhau. Chứ không phải anh chị đi học xong mà anh chị sao? Anh chị học cái này anh chị bỏ cái kia. Chứ bỏ những cái căn bản của mình. Thì ngày hôm nay về tập 1 này tôi chia sẻ cho anh chị về vấn đề là xác định tóc. Xác định tóc hồi xưa anh chị xác định nó đơn giản, nhưng đối với tôi mình cũng cần phân tích cho nó kỹ chút xíu. Thì đầu tiên nhất là anh chị có cọng tóc, là độ to nhỏ sợi tóc, là cọng tóc to, cọng tóc trung bình và cọng tóc nhỏ. Thấy không? Vậy khi uốn tóc thì điều kiện đầu tiên anh chị phải xác định được cái gì? Xác định được độ rút sợi tóc. Được chưa? Khi độ rút đó thì đồng nghĩa là nó sẽ khách hỏi sẽ mau trả đầu đã là độ trả sợi tóc. Được chưa? Và bước tiếp nữa là độ bóng bóng tóc, bóng sợi tóc. Được chưa? Hàng trung bình này cũng có ba yếu tố đó luôn. Hàng này cũng có ba yếu tố đó này. Đây là nhu cầu đầu tiên của khách hàng. Đấy nha. Anh ơi uống cái tóc này quăng nhiều quăng ít, lâu trả hay mau trả, bóng hay không bóng. Vậy anh chị phải xác định cái cọng tóc của mình như thế nào. Được chưa? Vậy độ to nhỏ sợi tóc là cảm nhận của mọi người. Có nhiều người người ta thấy cọng tóc đó người ta nói là to, có nhiều người gọi là tóc trung bình, có nhiều người tóc là nhỏ. Được chưa? Thật sự nhiều khi có nhiều bạn dạy học đó nha, hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho em á, cái cọng tóc tơ mảnh, tức là cọng tóc nhỏ đó. Được chưa?
quay video vô thấy nó to chà bá lửa luôn, đúng không? Nó là trung bình chứ không bằng gì, anh chị không? Vậy anh chị phải đặt được độ to nhỏ. Tôi nói ví dụ như là cọng tóc mà nó to kẽm luôn, nó xoăn mà nó to như cọng kẽm, anh cứ ngắt vậy đó, phải chưa? Cái những cái người giống như là Campuchia nè, ví dụ hàng này, những người ở Trà Vinh này chẳng hạn, ví dụ những cái khung cái tóc mà nó to nhỏ, tóc nó cứng á, thì mình gọi là to, thấy không? Còn những cái tóc bình thường trung bình, thấy không? Và cái tóc nhỏ là tóc rất là nhuyễn. Vậy cọng tóc to thì độ rút nó sẽ nhiều, thấy chưa? Độ trả nó sẽ lâu trả, và độ bóng nó gì? Sẽ bóng hơn cái gì? Cọng tóc nhỏ, thấy chưa? Thì mình so sánh ba hàng vị trí này, mình xác định nhỏ. Vậy khi ba cái cọng tóc này thì hàng to này độ rút nó cao thì anh chị sẽ không có trừ hao cây xương. Có nghĩa là anh chị muốn quăng đoạn lớn thì anh chị vẫn quăng cái xương 21, 24, 25, 27 vô tư luôn. Độ quăng nó hàng sau một hồi cái độ quăng nó sẽ như vậy. Thậm chí nó sẽ có thể xoăn nhiều hơn chứ không thành cái thân đâu. Độ rút nó cao so với hàng nhỏ nha. Rồi độ trả của cọng tóc to thì rất là lâu trả. Có nhiều cái tóc mà ở dưới quê uống hoặc anh chị uống nó sẽ một năm chưa hết quăng, hiểu không? Sẽ đen không đúng không? Và độ bóng của sợi tóc này, thấy nha, của con tóc to nó sẽ gì? Nhìn nó sẽ bóng hơn con tóc nhỏ, được chưa? Đó là to nhỏ sợi tóc. Vậy cái tóc trung bình thì độ rút nó trung bình, độ trả nó trung bình, thấy chưa? Nó dễ vuông nếp, thấy chưa? Và độ bóng nó trung bình. Vậy khi uống tóc là con tóc đẹp nhất để uống, thấy chưa? Là con tóc trung bình, hiểu không? Cọng tóc to uống là nó không mềm, nó cứng cứng, nó không đẹp bằng tóc trung bình. Vậy cọng tóc nhỏ thì độ rút là sao? Ít. Độ trả là sao? Mau trả. Độ bóng sao? Độ bóng ít. Được chưa? Ít hơn cái gì so với thằng tóc to này? Vậy ba người này vô uống tóc cùng một lúc, cùng một kiểu, được chưa? Thì cái thằng tóc nhỏ này anh chị phải quán trừ hao. Thằng này quán cơ xương 20 thì thằng này quán 17 thôi, 19 thôi. Thằng này quán 21, 22 thì thằng này quán 20 thôi, chẳng hạn. Được chưa? Rồi thằng này cho độ xoăn nó quán 3 vòng, được chưa? Thằng này phải quán 4 vòng, được chưa? Vậy khi anh chị xác định được sợi tóc nó như thế nào, đặng anh chị quyết định chọn cây xương. Chứ không phải cái trend đó anh chị đi học về mà nhá. Ở hai các em nay quấn 3 vòng là về to nhỏ đều quấn giống nhau đâu, không phải. Hiểu chưa? Kỹ. Hoặc là hôm nay các em quấn cây xương 21, 24 thì ông thầy đó ông lấy con tóc nó to, ông uống nó ra cái kiểu đó. Anh chị xui gặp con tóc nó nhỏ, uống lại lờ chúng chửi anh chị, đúng không? Không phải ông thầy sai mà do chính bản thân anh chị đi học sao? Anh chị không có ứng dụng vô. Ông quấn cái xương 24, 21, được chưa? Nhưng mà cọng tóc này nó nhỏ, tôi quấn cái xương 19, 20 được trừ hao lại, được chưa? Ông quấn cái xương này 3 vòng, 4 vòng, được chưa? Nhưng cái tóc này nó nhỏ, nó quăng ít hơn, tôi sẽ thể quấn cao hơn 3 vòng rưỡi, 4 vòng rưỡi. Hiểu vấn đề chưa? Vậy cái trên cái gì hết là phụ thuộc vào đâu? Phụ thuộc như ý thích của khách hàng và độ săn của khách hàng. Và mình xác định cọng tóc to nhỏ của sợi tóc để làm chi? Để mình làm ra cái độ quăng giống như khách hàng muốn, đúng không? Chúng ta phải hiểu ở nhà chứ không có trên tiết vậy đây. Tôi nói với anh chị đi, anh chị đi học trên ha, cây xương 24, 25 uống có group player đồ đẹp lắm nha, chụp hình đồ đẹp lắm, về anh chị uống như quê chúng nó chửi chị chết. Uống với cái bà già, uống với cái người nào đó người ta cần độ săn á, nó chửi chị chết. Tại sao tôi uống tóc không quăng? Tại vì tôi quấn sai cây xương, hiểu vấn đề không? Mà không thể to nhỏ. Rồi khi độ to nhỏ của sợi tóc, được chưa, thì cái phần này rất là quan trọng nữa là gì? Độ khỏe của sợi tóc, độ trung bình và yếu. Những cái việc này anh chị có thể học để chị chốt lại. Và từ đó chị chốt lại cái gì? Cọng tóc gì? Càng to thì quấn cây xương hay sao? Không cần trừ hao, càng nhỏ thì quấn xương trừ hao, được chưa? Nhớ cái gì đây thôi. Rồi cọng tóc mà nó khỏe, được không? Nó khỏe thì độ rút nó sẽ nhiều hay ít?
so với nhỏ viên yếu. Nó khỏe thì nó tăng động, nó nhảy nhót thế này kia, độ rút nhiều hết, độ rút cao. Bây giờ độ trả nó sẽ gì? Lâu trả bóng không? Bóng. Hàng trung bình thì cái gì trung bình hết. Hàng yếu này thì sao? Độ rút nó quăng nhiều ít. Hả? Ít. Độ trả nó lâu trả, mau trả. Mau trả và độ bóng. Rồi ra, bóng nhiều ít. Ít, hoặc là không bóng luôn. Vậy từ đây nó cũng giống như cái này với này không? Nhưng quan trọng nhất là anh chị phải sao? Anh chị biết độ to khỏe của stock. Được chưa? Để anh chị gì? Anh chị trừ hao. Uống tóc khỏe. Không cần phải trừ hao cái xương như thế. Thích uống cái xương gì đó, mình học cái gì đó, mình có cái gì vậy. Nhưng con tóc nhỏ thì trừ hao lại chút xíu. Hiểu hay không? Đúng hay sai? Không biết nói hả? Được chưa? Vậy từ đó chị xác định được độ khỏe sợi tóc để anh chị. Và khi cái tóc yếu này, đấy nha, hai tóc yếu này, trước khi chị làm hóa chất, anh phải xử lý nó như thế nào thế nào thì mốc học bên câu xử lý. Bây giờ mình biết độ rút của thành tóc, độ khỏe, độ quăng của sợi tóc để mình trừ hao gì, trừ hao cái xương để bù dưỡng chất cho nó hợp lý. Được chưa? Rồi. Vậy cái độ khỏe yếu này thì tôi nói với anh chị luôn, có nhiều định nghĩa khác nhau và có nhiều gì, nhiều cách cảm nhận khác nhau. Nó nằm trong uống vũ nhuộm cắt luôn, rất là quan trọng nha. Người nào cảm được cái độ khỏe yếu bao nhiêu, có nhiều nói là cái tóc đó yếu khoảng 20%, hay khỏe bao 20%, hay không có ai có quyền nói là nó khỏe nó yếu bao nhiêu phần trăm hết, mà từ từ cảm nhận. Đầu tiên anh chị xác định cộng tóc khỏe. Cộng tóc khỏe là cộng tóc chưa uống vũ nhuộm lần nào. Được chưa? Chưa uống vũ nhuộm lần nào. Mà sao? Là một, chưa uống vũ nhuộm nào. Hai là vỏ tóc nó phải trơn láng. Được chưa? Ba là độ gì? Độ giãn. Được chưa? Nó phải. Bốn là gì? Độ mềm. Ở đây là vỏ tóc. Đây là tác động. Được chưa? Độ mềm. Vậy khi cộng tóc khỏe là được định nghĩa sao? Là ngốc chưa uống giữa lòng đồng nào. Được chưa? Mà vỏ tóc nó phải còn trơn, được chưa? Hả? Độ giãn nó ít hoặc là cứng, hiểu không? Được chưa? Và độ mềm là nó cứng. Được chưa? Độ mềm, bóp nó mềm mà nó cứng á, hiểu không? Vậy rồi nó khỏe thì bây giờ nó khỏe 100% nó cũng là khỏe, 90% nó khỏe, 70%, 80% cũng là khỏe, 70% nó khỏe. Thì đây là cái mục tiêu chị đặt ra, là đây là cái tóc trung bình khỏe. Được chưa? Hiểu không ạ? Vậy khi anh chị xác định cộng tóc mà nó khỏe, được chưa? Anh chị đừng nghĩ, có nhiều ông dạy là nó là nhìn ra màu đen là tóc khỏe tàu lâu. Hiểu không? Nó to, nó mượt cũng sai luôn. Hiểu không? Là tóc khỏe. Vậy nó là khỏe như thế nào? Yeah. Vậy tôi đặt cho nó ra là con tóc khỏe là nó đủ những yếu tố này. Yeah. Và từ nay anh chị xác định được cái tóc khỏe, tóc yếu, tóc trung bình chưa? Rồi. Cộng tóc trung bình thì anh chị hiểu nó là cái gì cũng trung bình. Ha. Được chưa? Rồi cái tóc yếu. Cộng tóc yếu. Được chưa? Thì cộng tóc đã gì? Đã qua xử lý hóa chất nhiều lần. Hiểu không? Nhiều lần. Vỏ tóc bị sao? Hả? Bị sần, bị khô,
bị sơ. Được chưa? Hả? Độ giãn nở tóc gì sao? Giãn nhiều. Được chưa? Rồi, độ mềm sao? Tóc bị mềm. Độ cứng mềm á, này độ cứng, cứng mềm. Thấy chưa? Rồi từ đó chị xác định đơn giản thôi, chưa học nghề gì hết. Khách vô trong xả tóc. Được chưa? Xả tóc. Anh nhìn chị cô, anh nhìn ở ngoài đã thấy rồi, vô trong xả tóc. Kéo con tóc ra. Độ giãn nó nhiều. Được chưa? Độ mềm nó nhiều. Được chưa? Là tóc yếu. Được chưa? Kéo tóc ra, độ láng nó có. Được chưa? Độ cứng nó có. Được chưa? Không có giãn hết là tóc khỏe. Được chưa? Kéo ra, độ láng nó hơi sần sần chút, sười sười chút xíu. Được chưa? Rồi. Cái độ giãn nó hơi giãn nhẹ chút xíu. Được chưa? Cái độ mềm nó mơ hơi mềm mềm xíu, đó là tóc trung bình yếu. Vậy tự anh chị cảm nhận, tôi nói anh chị làm nghề chứ phải cảm nhận. Được chưa? Thì anh chị cảm nhận đi. Anh chị cảm được khi nào cái tóc nào gọi là khỏe, cái tóc nào trung bình, khi nào là cái tóc yếu. Yeah. Vậy từ đó anh chị phải phân tích. Đấy nha. Phân tích coi nó có bị những cái bệnh lý như thế nào. Tôi nói ví dụ đây là một cột mốc, tôi đặt ra một cột tóc, được chưa? Bây giờ đây là nhiêu? 100. Đây 90, đây là 80, đây là 70, đây là 60, đây là 50, đây là 40, đây là 30, đây là 20 và đây là 10. Được chưa? Vậy từ 70 tới đây, được chưa? Tôi gọi là tóc khỏe. Mà xin chị đi học cũng vậy thôi. Từ 60 tới 50, là tóc trung bình. Được chưa? Rồi từ 40 tới 50 này là tóc trung bình yếu, gọi là tóc yếu. Rồi từ 30 mà trở xuống 20 là quá yếu. Được chưa? Vậy khi đó mình đã xác định rồi, xong cả quá trình làm nghề của mình, được chưa? Thì mình biết được cái tóc đó độ giãn nở nó là sao, độ được chưa? Độ giãn nó sao, độ mềm nó làm sao, độ khô nó làm sao sao để mình xác định. Rồi đừng có nói là ồ ai chỉ các bạn cái này, tôi không có chỉ rồi nha. Đó là cảm nhận của tôi, đặt cái mục tiêu ra cái tóc của mình độ khỏe bao nhiêu nhiêu. Vậy khi nó dính tới cột mốc này khoảng 30%, 40% này, được nha, là tôi không uống. Cái tóc này sao? Quá mềm, quá giãn, quá khô sơ, là tôi không muốn. Muốn uống phải phục hồi sau uống. Khả năng của tôi sẽ làm được cái tóc 40%, thấy không? Và khả năng thợ chánh của tôi sẽ làm được cái tóc 50%. Khả năng của các bạn học trò, như các bạn mới học thì các chị làm được khoảng 6-7%. Còn cái tóc này, tóc khỏe thì con nít làm cũng được, ai làm cũng được, có học hay là làm được. Vậy khi đó anh chị học là chưa nè, cũng uống tóc luôn, nhưng cái này nó sẽ dễ hơn xử lý hóa chất, nhưng cái này nó khó hơn xíu, này khó hơn, này xó hơn xíu. Vậy ngày hôm nay em đi học uống cái tóc yếu thì anh chị phải coi cách người ta xử lý của cái tóc yếu này như thế nào. Là cách xác định một cái sợi tóc. Và cái sợi tóc này thì nãy tôi nói rồi, độ khỏe sẽ liên quan tới gì? Liên quan tới độ bóng của sợi tóc và độ xoăn của sợi tóc. Càng yếu thì sao? Hả? Độ rút nó càng sao? Càng ít. Độ càng yếu thì nó càng ít chứ. Sao nhiều? Anh chị phải tập trung chứ. Vậy khi vô uống tóc, anh chị phải nói với hàng, khách hàng: chị ơi, cái tóc của chị á nó hơi yếu, được chưa? Đó, thì bây giờ đó em phải xử lý trước khi em uống, nhưng mà nó sẽ không có độ rút cao bằng cọng tóc khỏe nha chị. Nó không có độ xoăn nhiều bằng cọng tóc khỏe như bình thường của chị nha chị. Tại vì cái hình của chị đưa, hoặc là cái cô hay cái chị nào đó mà đưa mẫu cho chị đó, đó là cái tóc khỏe, còn chị yếu.
thì em sẽ cố gắng hết sức làm sao gần giống hình nhất ha, chứ mình không phải là tiên, hiểu không? Rồi từ đó anh chị xác định không, anh chị đi học nghề, anh chị coi ông thầy đó ông lấy cái tóc ra là anh chị biết độ đúc như thế nào không, độ quăng như thế nào, độ trả thế nào, bóng hay không bóng không. Tôi nhìn xa cả chừng 10 mét là tôi biết cái tóc đó mà họ sẽ ra cái gì luôn rồi đó. Thấy chưa? Làm gì có cái chuyện mà tôi nói anh chị giờ cái tóc khách mà vô cái 100.000 cái tóc, cái tóc chứ đâu phải là đơn giản là chỉ lựa cái tóc bề mặt tóc nó láng nè, còn tóc trung bình nè, không khỏe không yếu nè, rồi đi uống lấy cái gì mà không đẹp. Rồi hồi xưa giờ anh chị thấy có ông trend nào, những cái người nổi tiếng nào dám lấy cái tóc yếu thiệt là yếu ra livestream dạy anh chị không? Không bao giờ có. Tôi nói anh chị hên như lắm là họ cắt ghép video thôi. Có ông nào anh chị thấy từ hồi trên mạng giờ anh chị thấy có ông nào dám lấy cái tóc xăng ra không? Tóc xăng, để chưa? Tóc yếu mà khoảng 30% á, rồi uống ra nó quăng cho những tóc khỏe thôi nha. Còn chuyện quăng lê là cái chuyện bình thường, mình trước khi làm tóc đã biết rồi. Hồi xưa tôi nói với anh chị là cách nay khoảng 10 năm tôi là người chuyên đi tìm mẫu tóc cho những cái công ty. Tôi xác định tóc hơi hơi bị chính xác lắm. Tôi muốn độ bóng nó bao nhiêu, độ rút nó bao nhiêu, tôi muốn cái bộ lên màu nó bao nhiêu. Được chưa? Là hầu như tôi xác định phát một là một hồi á, cứ đạm y chang vậy là lên. Mà anh chị ở nhà chị có khách hàng chị có cho lựa không? Rồi. Anh chị xác định được cái độ độ đúc với độ trả, độ quăng con tóc, thì giờ anh chị xác định thêm một loại tóc nữa là cọng tóc quăng, cọng tóc giận và cọng tóc thẳng. Được chưa? Cọng tóc quăng, được chưa? Thì anh chị sẽ uống ra, được chưa? Rất là dễ có nếp quăng. Được chưa? Láng bóng không? Không. Không láng, không bóng. Được chưa? Cái độ trả, độ trả, độ quăng của sợi tóc quăng á, thì anh chị uống sao nó cũng có cái nếp tóc hết, nó có độ quăng luôn. Nhưng độ trả thì nó cũng lâu trả nữa. Độ quăng, độ trả, độ trả. Độ bóng nó gì? Không bóng. Vậy muốn nó bóng thì cọng tóc thẳng nó mới bóng. Còn trung bình thì độ quăng nó gì? Độ đều bóng, nó trung bình. Yeah. Và có thẳng thì ra sao? Độ bóng nó nhiều. Đó là bề mặt của sợi tóc. Nói tóm lại cái tóc càng quăng thì uống vũ nhuộm gì độ bóng nó sẽ không nhiều. Tại anh chị học về độ khúc xạ ánh sáng, được chưa? Anh sẽ phải hiểu là ánh nắng nó dội vô bề mặt càng phẳng, càng láng thì độ bóng nó càng nhiều. Con mắt mình nhìn vô mình thấy nó càng bóng nhiều. Được chưa? Vậy cái tóc quăng nó sẽ có một số trường hợp gì? Nó bị mất nước nè, nó bị khô sơ nè, có hay không ạ? Nó bị xù nè, đặc biệt nó cứng. Được chưa? Thì ngày mai mốt anh chị sẽ học tập 2, đó là phân tích và xử lý tóc. Trước khi làm quá chất anh chị sẽ hiểu phải xử lý những cái loại tóc này. Vậy nói tóm lại là cọng tóc gì? Càng thẳng thì đầu bóng nó làm sao? Càng nhiều. Được chưa? Vậy bây giờ cái câu đó ba người vô cùng làm tóc cùng một lúc, một hồi uống ra, ôi sao cái tóc của tao uống không láng bằng nhỏ kia. À, rồi nhỏ kia nó nói là cái tóc của nhỏ kia sao anh uống sao nó bóng nó láng vậy, tóc em quấn sao hơi hơi vậy. Rồi ba người ngồi phân mười với nhau, mình phân tích cho người ta hiểu. Mà người phân tích người ta không hiểu nữa thì mình nói người ta, em xin lỗi chị nha, cho em ví dụ một cái này cho dễ hiểu. Là ví dụ cộng kẽm nó càng láng, đó chưa, thì anh chị làm cái lò xo ra, nó càng láng. Cộng kẽm nó lười xười thì anh chị làm cái lò xo vẫn thành cái lò xo nhưng mà nó lười xười. Nên khi cái tóc quăng này anh chị có là tiên là thánh luôn, uống tóc sẽ không bao giờ láng được, trừ khi gì? Duỗi ra. Nên anh chị thấy khi cái tóc quăng này tôi hay tư vấn là chị ơi chị duỗi nhẹ ra luôn, và kỹ thuật duỗi nhẹ ra luôn để cho nó vừa có độ thẳng tự nhiên vậy, dần dần vậy chị uống cũng được nữa. Càng thẳng thì tốt, nhưng mà thẳng quá thì nó lại gì? Không săn. Còn tóc mà anh chị duỗi thẳng quá là uống nó khó săn nha, nó mất độ gì, cái độ đàn hồi đó, nó đơ ra luôn. Vậy bây giờ anh chị tư vấn khách hàng về độ xoăn được chưa? Chị ơi,
ha, cái tóc của chị bây giờ em phải duỗi sơ ra mới được chị, tại vì chị biết không, khi cọng tóc mà nó xoăn á là chị uốn ra bây giờ cái tóc nó sẽ không láng được chị, nhìn nó không bóng, nhìn nó dễ khô sơ lắm, được chưa? Và tôi nói với chị từ đó chị phân tích ra là một số cái kỹ thuật, nói chung chung ở những người mà không tự tin với nghề đó nha, không bao giờ dám duỗi ra để uống, thì cả 10 đời của họ sẽ không bao giờ uống cái tóc quăn thành nếp và có độ láng được. Anh chị thấy hay không hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi đã nghiên cứu, tôi viết ra được quy trình này là tôi đã nghiên cứu tóc rất là kỹ, mà tôi phán là không gì sai luôn. Rồi xong các bạn, mấy cái ông nè, mấy trẻ 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 nè, lên vốt coi ha, những cái trend nữa nó thế nào. Anh chị phải thấy có ông nào dám lấy cọng tóc quăng quẻ quẹo không, như ghế tre không, để lên uống tóc không? Không. Anh chị thấy các ông nào lấy tóc mềm mập như cô bắp, mềm đúng không? Không luôn. Được chưa? Có uống cũng không dám live stream đâu, thật sự. Nhưng tôi sẽ làm miễn được này cho anh chị coi. Tại vì tôi đâu cần nổi tiếng. Được không? Rồi. Từ cái xác định cái tóc này thì bây giờ anh chị vô nè. Ví dụ một cái tóc. Vậy anh chị thấy trên đời này nó có bao nhiêu loại tóc chính? Hả? Chín loại chứ ba loại hình không? Ai kể được chín loại tóc? Nói. À. À. Ừ, dạ. Ừ. To nhỏ trung bình liên quan tới gì? Liên quan tới độ rút của sợi tóc. Rút quăng nhiều quăng ít, mau trả lâu trả, đúng không? Đọc bóng tóc. Cái tóc quăng, tóc giận, tóc thẳng liên quan tới gì? Tóc nó có bóng hay không, đúng không? Độ khỏe sợi tóc liên quan tới gì? Liên quan tới độ quăng và gì? Độ bóng, đúng không? Hồi nãy giờ học bên mông nói cái tiếng đồng hồ chỉ có nhiêu đó rồi đó. Được chưa? Rồi tự cảm đi. 10 người này thì 10 người cảm hoàn toàn khác nhau, chứ không phải 10 người học xong rồi giỏi giống nhau. Hiểu không? Rồi tự cảm. Ám dụng nó rồi không? Không ơi. Vậy khi đó anh chị xác định được những cái tóc này nó sẽ phân ra đâu phải yên lành là nó vô dính loại này không đâu. Vậy anh chị có thấy cọng tóc gì? Nó nhỏ nè, đúng không? Rồi, nó thẳng và nó yếu. Nó nhỏ, nó nhỏ rồi nó khỏe và nó quăng, đúng không? Nó nhỏ mà nó quăng ở da mà tóc trung bình, được nha. Rồi nó nhỏ da mà nó quăng nữa, mà nó yếu nữa. Vậy đảo qua đảo lại những cái việc này, đâu phải cái tóc nào giống cái tóc nào đâu, đúng không? Vậy nó nhỏ, nó đã độ đúng nó ít rồi, được chưa? Mà nó trung bình, được chưa? Thì cái tóc của mình nó độ bóng trung bình, được chưa? Mà nó yếu thì độ đúc là không cao. Đã nó nhỏ, độ đúc nó thấp rồi mà không cao nữa thì lúc này chỉ tư vấn là quấn cơ xương 17, được chưa? 15, 14, được chưa? 20. Thì tôi nói cái gì không trời? Phải xác định được cái xương như thế nào dựa trên yếu tố này. Chứ đâu phải học cái chất tóc đó mà về về mấy tóc đó đâu. Chứ tôi thấy có nhiều người học càng càng học về là tôi lại lại càng làm càng hư. Mà tôi nói với anh chị luôn, hồi xưa mình làm một hai cái tóc hư không sao. Còn bây giờ tiệm nhiều lắm, hạng mọc nhiều lắm, được chưa? Uống không quăng là nó dẹp tiệm đi rồi. À, uống mà nó cháy không như ý muốn là cũng ông chửi anh chị banh chanh rồi. Nên tôi khuyên anh chị làm ơn xác định tóc cho kỹ trước khi làm, được chưa? Và độ sâu làm to nhỏ của sợi tóc. Yeah, rồi tôi vô phần tư vấn nè. Bây giờ vô xác định cọng tóc là khỏe, được chưa? Dạng quăn, đúng không?
và công tốc là gì? To. Thì độ quăng và độ rút không cần lo nữa, nhưng nó quăng thì nó sẽ ăn bóng và sẽ tư vấn: chị ơi, cộng tóc của chị á duỗi uống ra rất là đẹp cho chị, rất là bền luôn, em bảo đảm chị rất là bền đẹp, được chưa? Nhưng nó sẽ không bóng bằng cộng tóc thẳng xíu, mà chị muốn bóng như vậy em sẽ duỗi sơ cho chị chút xíu, được chưa? Để bề mặt tóc mình nó láng hơn. Phải nói là cái tóc tôi không quăng, được chưa? Thì mình lấy cộng tóc quăng cho khách coi, nãy nó quăng là chị, nó không quăng cho nó giận giận xíu, em sẽ làm mặt tóc nó láng hơn. Người đó không hiểu nữa: chị ơi, em ví dụ cho chị dễ hiểu nè, bây giờ cái cọng kẽm mà nó lần sần lười sười, được chưa, thì anh chị làm cái lò xo, cái này tụi em uống quăng á nó vẫn lười sười sười, nó sẽ không láng, nhưng mà cọng kẽm nó thẳng chị làm cái đầu xoăn nó sẽ láng hơn. Vậy em sẽ gì? Em sẽ uống cái tóc chị, em duỗi nhẹ xíu em uống nha. Mất thời gian em không gì, cái thời gian của cái thằng duỗi này cũng giống nhau mà, đâu mất gì đâu, đúng không? Giá tiền không thích, được chưa, thì anh chị lấy tiền thêm, còn không thích hả, tặng luôn. Tại vì cái cách làm nó tương đối giống nhau, chỉ khác có cái cầm cái kẹp kẹp sơ lại cái thôi, hiểu không? Khách nào dễ thương tặng luôn: chị ơi, em tặng, em uống tóc chị 700 ngàn, được chưa, uống duỗi chung em tặng chị luôn. Chỉ khác có cái là cầm cái máy kẹp kẹp sơ qua cái trước khi uống cái xương thôi, đúng không? Hả? Rồi từ đó tự tư vấn được không? Rồi còn tóc vô, cái tóc mà trong chương nó khỏe, được chưa, còn tóc là lần tóc nhỏ nữa đi, và cái ngọn này nó hơi yếu, với là trung yếu khoảng 50%. Cái vụ 50% này tôi không có dạy nè, theo kinh nghiệm tôi chia sẻ cho học trò tôi thôi nha. Còn anh chị cảm nhận bao nhiêu phần trăm là tự anh chị về nhà anh chị cảm nhận. Rồi mình sẽ tư vấn: chị ơi, cái tóc chị uống vẫn đẹp nha chị. Chị đưa hình đó em uống thì em hiểu cái hình đó, nhưng cọng tóc chị nó nhỏ, nó mỏng lắm, được chưa, nó sẽ rất là dễ dễ trả, thì em uống cái tóc chị nó hơi xoăn chút xíu đi ha. Đặng mai mốt á chị về chị trả làm chút xíu là vừa, tại vì cái tóc chị nó nhỏ, nó rất là khỏe, trong khi cái tóc này nó yếu nữa, em phải dưỡng chất rất là nhiều, mà khi dưỡng chất nhiều và cọng tóc nó nhỏ nữa thì cái độ rút, cái độ quăng nó sẽ không bằng cọng tóc to này được ha, nó không đẹp bằng cái tấm hình được chị nha. Chị thông cảm, em sẽ cố gắng em làm gần giống tấm hình, được không? Mà quan trọng chị có đủ tự tin để nói hay không nè. Còn chị không biết cái này chị nói thì sao đó, rồi cứ lôi vô, khách nào cũng lôi đưa cái hình làm ra không giống, cái chửi chửi rồi gây lộn hả, rồi hai người khách sao mày làm không giống hình, cái tóc trong hình nó khác, cái sắc tóc ở ngoài đây nó khác, nhưng sao mà giống. Còn có nhiều đứa học trò cũng ác liệt nữa: thầy ơi, sao em học ông thầy đó về, ổng làm em làm giống như ổng mà sao nó không được giống ổng. Thì mình nhìn cái này là biết liền. Thấy chưa? Vậy từ đây anh chị rút ra một số kinh nghiệm nhỏ nhỏ hơn nè. Uống tóc biết tại sao nó không quăng, không láng không? Một hằng một hằng nhuộm tóc. Nhuộm tóc ra rất láng. Thằng nhuộm tóc ra nó không láng là bị gì? Một là nó bị độ quăng sợi tóc, đúng không? Càng quăng thì nó đâu có láng, đúng không? Không biết nói hả? Tôi hỏi anh chị chỉ nói một đúng hay sai, tôi đâu có chửi anh chị đâu, anh chị phải tương tác học chứ. Rồi anh chị duỗi một cái tóc cũng vậy nữa, có cái tóc láng coi ra nó bóng, có cái không bóng, như cái tóc quăng như rễ tre nè, duỗi sao bóng mà con tóc thẳng được, được chưa, nói khách hàng được chưa. Thì từ cái căn bản này nó sẽ nằm trong trong gì, uống duỗi nhuộm luôn, sau này mình không cần học cái kia nữa, mấy cái kia cũng y chang vậy luôn. Thì tôi nói gì mà để mình xác định tóc, hoặc mình cho dưỡng chất vô nha. Thì đó là anh chị tìm hiểu về về cái gì, về cái khâu xác định tóc và trả lời cho khách hàng biết cái độ xoăn, độ rút, độ thẳng, độ bóng của sợi tóc, được chưa? Rồi độ khỏe nó thế nào. Vậy có ai không hiểu về cái tóc không? Rồi nếu anh chị không có coi ông thầy đó xác định tóc, không có coi chất tóc đó là cái gì, không tìm hiểu được cái tóc nó bị cái gì, thì đừng bao giờ phán cái tóc đó đẹp hay xấu, được chưa?
Tôi nói chuyện nghệ thuật, tôi nói chung 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 cho anh chị hiểu là không có chuyện đẹp hay xấu. Đẹp hay xấu là cảm nhận của mỗi người. Được chưa? Anh chị thích, anh chị thấy đẹp, anh chị không thích là anh chị nói xấu. Được không? Chỉ có đúng với sai. Được không? Nên á, tôi nói với anh chị, bây giờ anh chị vô, anh chị đi học trễ đi. Ha, anh chị không có coi xác định được cái tóc như thế nào nào nào. Quả chị coi ông thầy đã live stream đi. Ôi sao thầy uống đậu rút nó không rút? Ở nha, hay là nhìn nó không bóng. Đúng không? Thì phải coi chất tóc của người ta chứ. Được chưa? Lúc đầu ông uống cái tóc mà nó yếu xìu luôn mà ông uống cái đó là đỉnh lắm mà, quăng là hơn nè. Được chưa? Đừng có phán người ta như vậy. Rồi đậu rút hay đậu quăng là phụ thuộc theo ý thích của khách hàng nữa. Khách hàng uống cúp mà ông đậu quăng hả? Nên á, anh chị chấp nhận trên mạng Facebook hay mạng A, anh chị phải chấp nhận sự thật là gì? Hả? 100 người thích mình thì phải chấp nhận là 10 người thích, 10 người ghét mình. Nhưng mà cái số lượng ghét càng thấp thì càng tốt. Người ta không có biết gì người ta phán như được rồi là sao được? Ừ. Thôi tôi không nói nữa, tôi nói hồi nó ra tùm lum hết mệt. Từ đó anh chị thấy là anh chị tự tin để xác định được một cái tóc mình như thế nào 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 chưa? Rồi bây giờ xác định nó có gì? Một là xác định tóc khô, hai là xác định tóc ướt, được chưa? Ba là xác định cảm nhận. Được chưa? Tóc khô thì mặt trời giống như mặt trăng. Cái tóc yếu, đúng không? Thì nó để chỉ để khô cái tóc của mình nó không có giãn được. Được chưa? Có quá nhìn vuốt ra nó bị nhám nhám, nó bị sười sười giống cục gôm thôi. Hiểu không? Vậy khi đó độ láng mượt của sợi tóc nè. Được chưa? Và cái tóc khô 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 hoặc là tóc quá khô hoặc quá nhám thì chúng ta có thể đoán sơ sơ nó là tóc yếu hoặc là nó bị chảy ngọn hay bị cháy hay bị cái gì đó nhìn bằng mắt thì mình cảm nhận đó là cọng tóc yếu. Ủa cái độ mà nhóm nhám là khỏe hay yếu, khỏe hoặc yếu bao nhiêu? Dạ, thì nó càng láng thì nó sao sao, chị cảm nhận không? Nhưng nó cũng không chính xác. Có những cọng tóc anh chị thấy cái ngọn nó trái trái vàng vàng hay trẻ trẻ ngọn, anh chị nghĩ nó yếu, nó không có yếu. Hiểu không? Nó không yếu, nó chỉ bị trẻ ngọn thôi chứ nó không có yếu. Yếu là bị cái gì? Bị mềm, bị này kia, bị yếu. Vậy đi vô xả tóc. Chưa? Xả tóc thì cảm nhận được cái gì? Cảm nhận độ mềm, cảm nhận độ dai. Cái này nhìn bằng mắt, cái nhìn bằng cảm nhận. Được chưa? Phải cảm nhận hồi nãy rồi. Rồi cảm nhận nữa. Được chưa? Là cảm nhận cái gì? Hả? Cái độ mềm, độ dai, độ nhẹ, độ nặng của sợi tóc. Chưa? Như thế nào? Để anh chị xác định nó chính xác là cái tóc nào là tóc khỏe trung bình như thế nào. Rồi mai mốt chị học cái tập 2 là khâu xử lý tóc. Tóc khỏe nó cũng bị bệnh gì? À, cái tóc trung bình nó bị bệnh gì? Cái tóc yếu nó bị bệnh gì? Tất cả những loại tóc đều bị bệnh hết. Được chưa? Ví dụ cái tóc khỏe thì nó cũng bị mất nước nè, nó bị khô cũng bị xù như bình thường. Được không? Rồi. Từ đó những cái việc như vậy anh chị ngồi anh chị suy nghĩ và anh chị tìm hiểu và tra cho mình một cách để gì? Để xác định cái tóc uống và anh chị tư vấn khách hàng được hay chưa? Được không?